nếu mà mình còn cái tâm niệm chần chờ là mình sẽ mất cái cơ hội, mất cái thời gian. Cái đó là cái phần mà nói là bận rộn, mà đa số là quý vị có cái đó không? Có không ạ? Tự mình nói với mình luôn chứ không phải mình nói với ai hết á. Kêu niệm Phật cái mình nói ở dưới đây cắt gọt xíu lên dù vậy, hay là trong cái sự tu tập hàng ngày của mình á, rồi cái đó là mình dùng cái cớ để mà mình viện cớ, còn chưa kể là mình làm biến, mình bị đầu, mình đau bụng, nhiều thứ trong đó nữa, mình chần chờ chứ mình không có dùng hết cái công sức, cái tâm lực của mình ra để mình tu tập Phật. Cái thứ hai là con nay nghèo khó đợi đến lúc giàu có. Cái này là chắc chắn luôn á, mình lo làm ăn, nhiều khi do mình lo làm ăn quá, mình không có đặt cái việc tu tập lên trên, mình để cái việc làm ăn lên trên, và cái đó là thực tế của chị, không có tiền sao sống được, đúng không? Cuộc sống ở nhất là ở Mỹ này, chi phí bill rồi nhà cửa rồi xe cộ rồi xanh nhớt rồi điện thoại, nó nhiều thứ lắm, nếu mà có tiền chắc cũng thành thân thép thôi, chứ làm sao mình sống được. Tuy nhiên là mình không có đặt nó làm trọng, mình không có đặt cái chuyện tiền bạc lên làm trọng, đủ dùng hết cái sức mình để mình đi làm đủ, rồi mình biết đủ mình kiềm lại để mình dành được một chút thời gian. Ví dụ như bây giờ mình đi làm, có thể mình làm luôn cả thứ bảy chủ nhật, nhưng mà mình phải tìm một cái công việc nào đó, hoặc là mình ta cho mình chọn trong một tuần đó mình có thể làm được 5 ngày hay 7 ngày hay là 4 ngày, thì mình nên chọn là 6 ngày 5 ngày thôi, mình chừa lại ít nhất 1 ngày, hoặc là mình có thời gian buổi nào đó đó mình chọn để mình dành một ngày nửa ngày đó cho cái việc đi chùa công quả, hay là ở nhà có thời khóa niệm Phật. Cái đó là mình biết, dù cho là mình thật sự là mình có túng thiếu thiệt, nhưng mà mình biết để mình sắp xếp, để mà mình lo cái sự tu tập của mình. Còn mình đừng có nói là mình trẻ, tại vì Phật dạy rồi, mạng người trong hơi thở, có thể mình ngủ, nhiều người ta ngủ là ta mất luôn. Tại đi ra ngoài nhiều khi xe cộ nó vô thường, mình lái xe thì cẩn thận đó, mà người khác không cẩn thận thì đã trúng mình. Hoặc là nó nhiều thứ, nó nhiều cái chất mà mình không có đoán trước được. Hồi đó có ở đạo tràng niệm Phật, có cô đó có là trưởng đạo tràng niệm Phật, thì có buổi chiều đó là 6 giờ vô chùa niệm cho tới 8 giờ là mọi người ra về. Thì ở Việt Nam do thì cũng gần đó thì mọi người cứ đi bộ thôi. Cô đó cũng niệm Phật rất là mạnh mẽ, rất là tinh tường khỏe mạnh lắm, chắc có khoảng chừng 40 tuổi vậy đó, mà đi giữa đường tự nhiên cái cổ mắt. Mà mai lúc đang đi đó cũng có một hai người bạn đạo cùng đi trên đường. Tuy nhiên là do vì lúc đó đi vô trong chùa rồi thì họ cũng mới với nhau thôi, họ chưa có hỏi địa chỉ, cũng không biết con cái liên lạc như thế nào, mới quay ngược trở lại chùa mới báo, thì nhà chùa mới lục cái sổ danh bạ của hội Di Đà đó. Là những người mà họ trong cái hội niệm Phật đó đều đăng ký tên là địa chỉ số điện thoại này kia trong một cái hội, thì nó mới lấy ra mới thấy được cái số điện thoại của con của cổ, nó gọi tới gia đình và chùa, mấy Phật tử mới phụ nhau đưa cổ đi về nhà. Cho nên là mình thấy là không có cái mà mình nói là trẻ hay già, 1 tuổi cũng mất được, 10 tuổi cũng mất được, 20 tuổi, 30
cơm là cũng hưởng thọ hết trơn rồi ha, phải không ạ? 60 là được hưởng thọ đó. Cái dàn dưới trừ chị Đức Minh Hạnh, trừ chị Đức Hạnh ra, chị Đức Hạnh đó, trừ chị Hạnh ra còn lại là quý vị thì lại chị Nguyên Hải ra, còn lại là quý vị là chắc cũng hưởng thọ hết đúng không ạ? Hưởng thọ là trên 60 đó, 60 tuổi là mình được thọ rồi đó. Cho nên là giờ là cái cụ là không có được nói là mai con bị mai không có thời gian nha. Cái cụ là đủ thời gian là đủ hết. Giờ cái đâu có phải nuôi con nuôi cháu gì đâu đúng không? Không có nuôi con nuôi cháu gì hết. Cái đó là đó là người mọi người trong nhân gian thôi. Còn riêng cái ông đó, trong bài khai thị này, riêng cái ông Đinh Căn Giả này là khác với người ta. Ông làm quan mới có 50 tuổi à, mà ông gặp đường tổ trong thời gian ngắn thôi, có một vài tháng thôi, là ông nghe tổ dạy là ông xin từ quan. Ông đi về quê á, ông đặt cái nhà tranh ông ở. Tổ nói ông là trong ba tiêu chuẩn đó là ông đủ hết. Nhà không sẵn của, cái ông Đinh Căn Giả đó, nhà không sẵn của tức là không có giàu. Rồi thứ hai nữa đó, tức là ông nghèo đó, nhà không sẵn của ông phải nhận bổng lộc của quan, tức là rất là bận rộn. Người làm quan mà phải sáng ra chiều về, còn phải suy nghĩ nhiều thứ. Mà ông cũng nghèo mà ông cũng bận thì chắc là ông là quan thanh niên mới nghèo, chứ còn mà quan không phải thanh niên thì không có nghèo. Ông là cũng vì quan thanh niên cho nên ông nghèo. Ngoài việc làm quan, tổ ông nói ông còn phải canh tác nữa, phải gieo trồng nữa mới có tiền chi phí. Tổ kể trong đó ông vừa làm quan mà phải vừa canh tác để lấy tiền đó chi phí. Rồi làm quan rất là bận rộn. Thứ hai, thứ ba là ông mới có 50 tuổi. 50 tuổi là trẻ lắm quý vị. Với chú mà 50 tuổi chưa à? Chú 50 tuổi chưa? Chưa. Vậy chắc là ổng chắc cũng cả chú mới 50 tuổi cũng còn trẻ lắm. Giờ này mà mấy chú mình ngoại trừ bị ta cho nghỉ bay lay ớt gì đó thôi, chứ còn mà tự nhiên đang đi làm có công ăn việc làm mà kêu nghỉ đi vô chùa niệm Phật thì chắc không có ai. Nhưng mà cái ông quen lên căn giả này là ổng vừa gặp tổ có 2-3 tuần gì đó là ổng nghe tổ dạy lợi ích của sự niệm Phật, là ổng từ quen là ổng đi về, ổng lập nên một cái an căn rồi hàng ngày vậy đó ổng niệm Phật. Là tổ nói là ổng giữ mãn phần ưu và cấp giới. Ưu và cấp giới là cái gì thưa quý vị? Ưu và cấp giới là gì ạ? Mãn phần là mãn và đầy đủ. Mãn phần ưu và cấp giới, ưu và di giới là gì ạ? Mấy giới? Là năm giới. Ông chữ đầy đủ năm giới, không có khiếm khuyết một cái giới nào hết, không có bị phạm vào một cái giới nào hết. Chữ đầy đủ mãn phần ưu và cấp giới rồi ngày đi ông trì trai ông niệm Phật. Rồi ông cũng làm vườn, ông lấy cái đó mà ông xây dựng nhà thôi, giả việc đàn em dưới tay đó mà. Cũng có đàn quan, cũng có rất là nhiều người mến mộ thương yêu quý mến ông, bỏ hết để mà ông về ông tu tập. Thì tổ khen ông lắm, nhưng mà sau đó tổ khen ông thêm bằng sao cái gì, có ai nhớ không? Tổ khiên ông thêm cái gì? Tổ thí dụ giống như là một cái chiếc thuyền đi ra biển, nhớ không? Nhớ cái hình ảnh không? Tổ thí dụ một chiếc thuyền đi ra biển, như cái ông Đinh Căn Giả này, ông giống như một chiếc thuyền để mà vượt qua cái biển sanh tử vậy đó. Tổ thí dụ chiếc thuyền đi qua biển thì không, cái thuyền đó nó có cái buồm lớn,
rồi cái bánh lá nó thẳng, rồi có đủ lương thực ở trong chiếc thuyền, và cái người thủy thủ đó có cái chí hướng quyết định là phải đi cho tới nơi tới chốn. Thì quý vị thấy cái thuyền đó đủ tiêu chuẩn để đi chưa? Nó có vườn lớn nè, nó có gió thổi thuận vườn luôn, có vườn lớn, có gió thổi thuận vườn, bánh lái thì thẳng, rồi có đủ lương thực ở trên thuyền, có người thủy thủ giỏi, có đủ cái sáng suốt và cái ý chí để vượt qua biển. Thầy có nói cái vườn, cái thuyền đó chắc chắn đi được chưa? Chắc đi được chưa? Chưa mà tại sao chưa? Lớn lớn là nhỏ không nghe. Thời tiết thiên hậu thuận tiện luôn, tất cả thuận tiện. Ở trong bài á, trong bài sao chứ mình làm gì đó, lại bảo nói trong bài á. Dạ đúng rồi. Bảo nói là đầy đủ hết, cái gì cũng rất là thuận tiện để chiếc vườn đó đi qua được biển. Tuy nhiên chiếc vườn nó không có nhỏ neo, cứ lúc lắc hoài thì nó đâu đi được, đúng không? Nó cũng còn ở ngay một cái chỗ đó. Thì cái người tu cũng vậy, giống như tổ nói là cái đó là tổ dạy cho ông cư sĩ, là ổng đã nghèo không sợ nghèo, bận không sợ bận, còn khỏe mà siêng tinh tấn. Tổ nói là nếu mà mình nghèo á, mà mình thường biết đủ, mình biết đủ, vừa đủ ăn, đủ mặc, đủ chi phí thôi để mình tu tập. Mình bận á, nhưng mà mình không bỏ qua thời gian, tức là dù cho mình bận đi, là mình tu móc, tức là trong khi mình đi, đứng, nằm, ngồi, mình đi vào nhà vệ sinh, mình tắm rửa, mình giặt giũ, mình nấu cơm, mình quét nhà, lái xe, và mình hướng tâm đến nhớ Phật và niệm Phật, là cái thời gian tu mình còn nhiều hơn là mình lập ra thời khóa. Mình lập ra thời khóa một ngày mình chỉ niệm một tiếng là mình mỏi chân, mình nghỉ rồi. Rồi cái mình đi một hồi nữa, mình nói đi một hồi mình vô, chứ mình đi lúc luôn cho tới trưa luôn. Sáng mình lập ra thời, mình ngồi mình niệm cái đó thôi. Thì ăn sáng thì dễ lao một chút, nhưng mà mình đi lúc luôn tới trưa. Tới trưa cái ăn cơm trưa, cái ăn cơm trưa xong ngủ quá, ngủ chút, ngủ hơi chắc 3 giờ mới dậy, là mình niệm được một tiếng. Cái mình đã nghỉ thôi tới tối, cái mình làm hơi cho tới 9-10 giờ, kể từ 9-10 giờ rồi còn nửa tiếng dậy. Cái mình làm, mình niệm nhiều lắm, được nhiều tiếng quý vị, 2 tiếng rưỡi là nhiều lắm luôn rồi đó. Con thấy ai mà giỏi chắc niệm cỡ đó. Còn nếu mà mình quý tiết thời gian đó, đi đứng nằm ngồi đều niệm á, thật sự ra một ngày 24 tiếng đồng hồ mà mình làm được như vậy, mình niệm ít nhất cũng 10 tiếng. Nếu mà mình biết quý tiết thời gian đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, mình niệm ít nhất được 10 tiếng. Cho nên tỏ đó là nhàn thì không nhàn, nhưng mà phải thường quý tiết thời gian. Quý tiết thời gian là bằng cách là mình chăm đi đứng nằm ngồi, mình không có uổng phí thời gian, không có nói chuyện tạp. Bây giờ con thấy mấy cụ ngồi đây thì chứ ra là bắt đầu nói quá chừng là nói luôn, rất là phí thời gian. Đi vào tới trong chùa rồi thọ bát quan trai mà nói quá là nói luôn, đó là mình phí thời gian vô cùng. Đó là phí thời gian, cái đó mình đâu có bận gì đâu, mình rảnh lắm, nhưng mà tại mình phí thời gian. Cho nên là đó nói là nhàn thì không nhàn. Nhưng mà giờ đi vô chùa, giờ quý sư mới vô chùa, tính lên niệm Phật, gặp một sư, bé ơi bé, lại đây cắt gọt giùm con. Có phải mất, nó không có theo cái ý mình. Tuy nhiên, mình tới cái chỗ bàn cắt gọt đó, đừng tham gia nói chuyện, vừa cắt vừa Nam Mô Di Phật, vừa cắt vừa Nam Mô Di Phật trong tâm. Thì được hai không quý vị, vừa công phu, còn nếu như mà mình đi lên chùa mình niệm Phật thôi, mình đi thẳng về luôn, mình nói
thôi con đi xuống bếp mất thời gian. Thì mình cũng biết đi một phần công quả đúng không? Còn nếu mà mình đi vô chùa, mình đi thẳng xuống bếp coi ai thì lên niệm thì niệm đi, tôi phải đi làm công quả. Làm công quả là đầy đủ phước đức, Phật nói phải đầy đủ phước đức nhân duyên mới được giảng sanh cực lạc, phải làm công quả. Là niệm Phật gì về chùa niệm cũng không được. Khi nào chứa chùa cần công quả, mình sẵn sàng ở dưới mình công quả, nhưng mà vừa công quả vừa niệm Phật, đó là quý tiết thời gian chứ. Chứ còn thấy ha, quý vị nha, mà ngồi một vàng công quả là nó như bắp rang vậy đó. Nó như bắp rang á, tức là nói chuyện nó sao quá chừng là nói luôn, chứ không có em làm niệm Phật. Một là em làm niệm Phật, hai là bây giờ cử ra tổ trưởng, người tổ trưởng đó phải niệm lớn lên rồi quý vị khác niệm theo. Thôi quý cụ tự cử tổ trưởng đi, vậy là không bao giờ bị mất thời gian. Và thứ hai là tổ nói là nghèo thì không nghèo nhưng thường biết đủ. Ở đây thấy quý cụ là quý cụ quý cô quý Phật tử chùa Vĩnh Viên là cái này đạt tiêu chuẩn, là thấy quý vị biết đủ, không có ham và không có tham lam. Thứ ba là tổ nói là mạnh thì không mạnh nhưng mà thường xuyên tinh tấn, tức là mình không có mạnh khỏe để mà tu tập suốt cả ngày, nhưng mà mình tinh tấn từ trong cái tâm của mình, tinh tấn nhớ Phật, tinh tấn niệm Phật. Lúc nào cũng nhớ Phật niệm Phật mà không có cái vụ nói chuyện, không có vụ mà gặp nhau là nói chuyện. Tại vì trong tâm mình lúc nào cũng tinh tấn cái việc nhớ Phật niệm Phật là không có nói chuyện. Đó là cái ông Đinh Căn Giả đó, ổng đủ ba tiêu chuẩn đó, ổng đủ đó là ổng đủ ba tiêu chuẩn đó, ổng rất là đáng khen. Tuy nhiên họ nhắc thêm là nếu không nhỏ được cái cặp tình ái thì cũng không thể nào bản sanh được. Tại vì người xưa dạy là ái chẳng nặng chẳng sanh sao, và nghiệp chẳng trọng thì chẳng sanh tình được. Xin lỗi, ái chẳng nặng chẳng sanh xa và nghiệp chẳng nhẹ thì chẳng sanh tịnh độ. Bây giờ ái thứ nhất là cái gì? Trước nhất ái cái gì? Ái cái thân nè. Niệm thì niệm vậy mà sợ chết, không có giảng sanh nổi. Phật tới trước mà không dám đi, đúng không? Mình thương cái thân mình quá, bệnh mình sợ, chết mình sợ nữa. Cái gì mình sợ hết thì không thể nào mình Phật rước mình được. Thứ hai nữa là ái gì? Ái vợ con, con cháu. Các cụ thì thương con thương cháu quá. Bây giờ mình tập nhẹ. Giờ con cháu mình đã nuôi một đời rồi, có công ăn việc làm rồi, nên thân nên phận hết rồi. Bây giờ mình lo cho chính mình, lo cho đường đi của mình. Con cháu cũng được, lại nói gì thì mình hỏi thăm chút khỏe hơn này kia nọ thôi, chứ mình đừng có nặng con cháu nữa. Giờ con cháu tự lo được cho các cụ lúc nào thì lo, còn không lo được cho các cụ mình có Phật lo rồi. Mình có Phật lo cho mình chỉ niệm Phật để Phật lo cho mình, Phật tiếp dẫn cho mình. Lúc mà mình hết cái duyên xa bà này, giờ con cháu không có giúp mình được nữa, mà Phật giúp mình, không có nhớ con cháu nữa, bỏ con cháu qua một bên, về thăm cũng được, không về thăm cũng được, chứ đừng có sáng ra bên con mắt ra là không biết nay đứa này nó có về thăm không, đứa kia nó có gọi điện không, hay là nay nó làm gì, hay là nay nó sinh nhật, hay là những cái đó mình cho ra khỏi tâm thức của mình, từ từ nhẹ bớt để mình để Phật hay đi làm vô. Bây giờ nhiều khi quên nó luôn cũng được, chừng nào nó xuất hiện trước mặt mình được. Cho gì cảm ơn cái nấy, hỏi gì cảm ơn cái nấy thôi, chứ đừng để trong tâm đó cho nó giảm nhẹ bớt. Cứ để Đức Phật A Di Đà, khi nào mà trong tâm mà toàn là Đức Phật A Di Đà đó, nãy tổ cũng chạy mình trong tâm mà toàn là Đức Phật.
tụ tập cái đó được không ạ? À, được ha. Giờ là bớt, đừng nhớ con nhớ cháu gì hết, nhớ Phật A Di Đà thôi, buông hết. Thứ ba nữa là gì? Của cải, tài sản, tiền bạc không có thương, không có nhớ hết. Đúng, bữa con nói rồi, ai có nhà cúng cho chùa đi hết. ai có tiền và muốn chia thì thôi chia, nhưng mà trường thần cúng để gì? Lấy phước, lấy tư lương đi tịnh độ, chia hết, chia năm sẽ bảy để đi hết đi. Và các cụ có lãnh tiền già đúng không? Đủ tiền già đủ xài, mà thành ra là bữa mấy cụ đó đã chia hết trên và còn không có nhà ở. Không, con nói vậy thì thôi, chứ là đừng có cái gì, thưa quý vị, đừng có để cái gì hết. Bây giờ tiền bạc gì đó tính hết luôn đi, chia hết, tính hết, thế tới chừng mình đây là nhẹ nhàng đi thôi, không có tiếc cái gì hết. Đó, gà hết giờ rồi thì mình, rồi cái xong rồi mỗi ngày là nguyện cái câu nguyện mà con nói đó, con nguyện lâm chung không chướng ngại, hai câu thôi, A Di Đà đến trước từ xa, hai câu đó thôi. Không chướng ngại là gì? Cái chướng ngại nhất, cái chướng ngại mà làm cho khó được Phật lúc nhất là cái ái đó, ái cái thân, không dám bỏ cái thân này, bệnh cũng sợ, chết cũng sợ, bệnh chút là thôi, buồn rầu sầu não, nghe nói chuẩn bị chết, sắp chết rồi là chịu không nổi đó, là cái đó rất là khó được Phật tiếp dẫn. Phật tới đó mà mình không đi được, tại vì mình trụ cái tâm mình trong cái thân này, không có thoát ra được, không có theo. Phật tới đến đó mà mình không có được Phật tiếp dẫn, mình không có cảm được cái tấm lòng của Phật. Thứ hai là ái người thân, buông ra hết, không có ái người thân. Thứ ba là ái tiền của tài sản, tiếc tiền, tiếc của tài sản. Cái đó còn một cái cũng rất là nặng, đó là ái những cái lời nói, những cái lời nói hơn thua, những cái lời nói khen, những cái lời nói ghét, những cái lời nói chê, bỏ hết. Ai nói thì nói, không giận, không hờn, không buồn, cũng không thương, ai lại khen cũng không có thích mà đi theo, mà ai khen mình, ai nói nặng mình cũng đừng có để tâm mà ghét. Chứ mình đừng nói tôi chết là không có được lại nha, mình đừng nói câu đó ha. Quý chị ở ngoài thường thường hay nói lắm nha, giận con giận cháu hay gì đó, tao chết thì đừng có về nha đó, mình đừng nói những cái đó, bỏ hết, không có mấy cái đó, không có dính cho mình. Bây giờ Đức Phật A Di Đà, chỉ có Đức Phật A Di Đà thôi, rồi còn mọi việc gì em tùy duyên tùy sức và A Di Phật. Thưa quý vị Phật tử, thương các cụ, cái đó là chúc thọ đó, cái đó là cầu thọ. Như anh thầy dạy đó, cầu vô lượng thọ là cái đó. Dạ, bây giờ cái thọ của mình tới đây là cao rồi, cụ nào cũng 80 mấy, 70 mấy, 60 mấy, quý cụ ở dưới đây cũng chuẩn bị bước lên 60 mấy hết trơn, ai cũng được thọ. Thọ này là thọ hữu hạn, bây giờ mình cầu cái vô lượng thọ. Cái vô lượng thọ cầu dễ lắm, nhưng quý cụ là cầu dễ lắm, nhưng mà phải quyết tâm thì cầu mới được. Phải quyết tâm, bây giờ quý cụ đi chùa cũng nhiều rồi, cũng biết làm phước, biết niệm Phật rồi, bây giờ phải quyết chí, phải quyết tâm, bỏ ra hết tất cả, không có để gì trong lòng, chỉ để cầu A Di Đà Phật, và lúc nào cũng mong rằng là Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn con, sẽ đưa con về Đức Phật khi mà con hết duyên xa bạn. Cái đó trong tâm thức của mình không bao giờ mình rời nó, tức là siêng tinh tấn, cái đó là tinh tấn. Còn ví dụ như mà mình không có cái nguyện đó trong mình á, là mình giải tải dạ. Như Đà Phật, dạ thưa chùa xin thông báo là thứ tư ngày 30 tháng 10 lễ sám hối lúc 6:45 và này chắc sư cô là giết lộn rồi ha.
Thứ năm 31 tháng 10 thì đồng giới Bồ Tát lúc 7 giờ. Tuần sau thì quý Phật tử lại sám hối vào ngày thứ tư, ngày 30, lúc 6 giờ 45 và ngày thứ năm là tụng giới Bồ Tát lúc 7 giờ. Con kính chúc quý Phật tử và nhất là các cụ nhớ cố gắng và làm sao mà xuống dưới nhà không nghe tiếng nói chuyện nữa nha. Một là niệm Phật tâm tâm, hai là niệm lớn lên. Niệm